Rồi, hello anh em. Nè, bữa nay đi bắn với Tiến Nguyễn, mới vô đây thấy miệng bẹp trong bụi tre đó anh em. Cái hai anh em đi vô lụm được 50 ngàn, có nước, có đường, đổ xăng rồi. Im im. Vậy nay hơn rồi đó. Vô đây hai anh em mình gụ con miệng bẹp trong bụi tre này nè. Rồi trong đi, khi đi bắn có gì mình quay cho anh em xem nha. Nhẹ nhẹ, vô nhẹ nhẹ cây nha. Vô cái trong đó nè. Đạp đạp nhẹ cây em đến đây. Ừ, nữa. Gì vậy? Mất luôn gì vậy? Ai vậy? Dễ mà. Ôi dạ, trời ơi, cỏ. Chết cha, cỏ quá trời cỏ rồi. Này kiếm khó thiệt. Rớt đâu đây nè, được to anh em ơi. Mà đi rớt cũng này rồi. Cỏ cao quá. Cấm nào cũng có. Còn ta cỏ này cũng trống mà. Rồi để kiếm gặp này cho anh em coi. Có một bộ diều. Lạc. Đây, đựng con đầu tiên em ơi. Tiếp tục. Cánh lại. Mới tích giấy mà, sáng sớm mà nhìn như đạn quấn kỹ lại. Gì tí? Đạn đi đâu vậy? Vẫn không thấy viên đạn à? Sao em canh gì kỳ vậy? Hóp chi? Rồi, mé không dây điện rồi. Đấy chưa? Đấy, về được con bịp đó anh em ơi. Con gặp. Nè con này mới giữ nè, mới lô vô túc, tính túc tôi hú chỗ đẹp thú á. Vô lụm được con cò đỏ. Này đừng con bịp bịp, sang vô chạc vô tay luôn em ơi. Trời con đỏ lâu ơi. Được con cu nữa. Con cò đỏ này mới giữ. Sớm tôi còn tôi hú ra, kế bên bên. Túc, đổ tôi ra. Dạng, nó dạng. Xích vô đấy. Đứng góc nào thoải mái bắn. Rồi. Đổ lông rồi đó. Đó nó ok. Đổ lông rồi. Bây giờ được. Đổ góc đó ok hơn rồi đó. Phải tiếp tục. Quá. Cái khẩu trang. Ra nguy hiểm ừ. Nhớ góc bắn là được hả? Lại ăn lông nữa rồi vô dây điện. Đâu rồi? Còn rung, tay còn rung. Rớt không vậy mà? Ờ, mới không ra đâu vậy? Ủa, nó thấy phóng ra rồi mà, nhớ không? Nó trúng mà. Rồi. Rồi chắc bay luôn á. Cái ngay giữa mình là ngay giữa mình, nhớ đấy góc bắn nha. Đó rồi. Chưa sát mà. Đây nè, hậu lại, qua đây. Qua đây, qua đây.
Thôi, cho tao vừa đó. Vừa non đó anh đó, thấy chưa? Cứ bình thường, nhớ góc bắn đưa lên như cái mù. Đó. Xem rồi. Nó nói chết chắc rồi. Tại nãy con dây thay dây rồi, dây mới nó ok thấy chưa? Thấy máu chét thun không? Đấy. Luyện cho tí nãy giờ góc bắn mới nè, cắt dây bỏ luôn. Tí bắn 2.3, cắt lại cho tí còn có 2.1 à. Lụm rồi thấy không? Rồi, tiếp tục. Vậy là được rồi, còn ra nữa kìa. Rồi. Té té chết. Đường nào xấu. Đi vô, có đường vô kìa. Ô chết cha. Đường nó gạo. Đi đây, đứng đây bắn luôn. Chết. Đứng rút rồi, rút hình đây. Chuẩn chưa? Quá chuẩn rồi, đòi gì nữa. Bồi cho nó một cái nữa. Đó, thì là vừa đó. Không thiên là vừa luôn á. Được, được, bình thường. Ừ, đúng rồi, coi chừng cái dây xoắn á. Ngay cộng lá dừa sửng sửng đó. Té. Qua hay. Đi đi, đi đi, té té em đó đó. Ngay trong, vô ngay trong chỗ. Đi đi, qua đây vô đụng. Té, vô đụng chào. Ê con, trả con cô cho một tí con. Đâu vậy? Được, được, đây nè, nằm đây nè. Đây con thứ hai của em tí nha. Nè, trúng thịt chưa? Nghe trên giữa luôn thấy không? Vậy mà nó không chết trời. Ừ. Xí ngọt quá. Im chưa tí. Nó lộn mẹ rồi, nó gớt xuống. Rồi, tiếp tục nè anh em. Đây, mình ra mình huấn luyện cho tí đi bắn thực tiễn luôn. Đi bắn khẩu dài dài quá mình cắt lại. Ba viên, hai em. Mỗi viên này là hết này, hai em. Một em này tới hai viên này. Rồi tiếp tục anh em ơi. Trúng cái bông dừa. Rồi đứng bển tao đâu thấy không. Rồi. Xích qua đây chút nữa. Rồi đạn bay lên đầu. Rớt. Gớt là phải gớt thôi. Mấy ngoài, mấy ngoài. Bước qua mấy ngoài nè. Bước qua ngoài để tới đám cỏ đó. Gớt là phải gớt thôi. Đây nè, gớt rồi. Thẳng vô, thẳng vô, thẳng vô, thẳng vô. Ngay đâu, ngay cỏ nè. Mấy cái bẹp bên đây nè. Dẹt dẹt dẹt. Nó gớt là phải gớt à. Con cu lông kỳ. Ủa? Cu cộm con. Hả? Cu đất con. À không? Ừ. Rồi tiếp tục. Bỏ cái đầu ra bắn anh em. Anh em mình. Thầy quá ba ơi. Chuẩn rồi đó. Im. Mà tay còn run quá. Đây tí được em nữa nè. Rồi anh em ơi, về tới nhà. Mà tí về Sài Gòn. Mình phải chở tí về nhà, tí lấy xe về Sài Gòn. Anh em cũng được như đây à. Đi chút xíu đi cho trời nắng. Ê, ê con sóc. 4 5 cu vậy ta. Vô. Ồ 2 4 5 cu, không bị biểu có tiền B. Giờ tí lấy xe về đi Sài Gòn. Còn mình chắc ăn hồi đi lặng lặng thêm kiếm thêm mới nữa anh em ơi. Quý anh em ơi. Một em. Ai, sớm giờ tí nữa
về đi Sài Gòn. Cái mình nằm Mỹ vậy chút xíu. Giờ cũng chiều chiều rồi, mát mát rồi. Gần 4 giờ rồi. Mình đi bêm đến vài con nữa anh em. Mình đủ mồi. Nhiều ra cũng ít quá. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Quý. Rồi. Đổ lông. Nhưng không chết nữa ha. Cái mồi dài dài xuống ngủ sang tóc dài nhậu luôn em. Đây cũng buồn. Rồi tiếp tục nha. Đây một em nữa anh em ơi. Lụm. Được em nữa. Hai có mồi rồi. Chiều nay đủ mồi rồi. Mình với tiền B với sa tóc dài. Tí thì đi Sài Gòn anh em ơi. Tiếp tục nha. Một em quý nữa nè. Lụm. Rồi, đừng em nữa anh em ơi. Phát hiện một em cu. Rồi, bay đâu vậy? Trời ơi, nó thấy tôi nó bay mất dép rồi. Anh em ơi, xuống tới nhà sang tóc dài anh em. Xuống mình có mồi hùng. Ê. Bây giờ người ta không cho mà hùng nữa anh em ơi, không cho hùng. Không cho hùng. Ủa quá trời cá luôn rồi. Gì vậy? Ốc hả? Ốc, cá lóc. Ồ, chích hả? Cái đầu thì kéo lưới bủa. À. Ba lưới. Tôi có mồi bé. Trình luôn rồi. Đó, đúng như vậy. Đúng rồi con. Đây ngoài nhỏ anh ba. Ừ. Này mày, này mình được nhiêu đây? Chứ dưới này kéo lưới bủa. Vậy mà không ngủ trời, kéo lưới bủa gì mà không ngủ. Trời ơi, đây ta trúng mánh luôn. Trời ơi, trúng mánh luôn. Phải rồi, mà mình kết thúc video luôn anh em. Anh em xem có hay thì cho mình like và lượt chia sẻ nghe. Nhà mình có kéo hoa trên. Con cây. Rồi chào tạm biệt anh em nha.